Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Hôm mình hân hạnh chào mừng tất cả quý vị đến với kênh Quán Ô Tô Cũ của em Minh nhé. Em Minh ở Quảng Ninh, chuyên các dòng bán tải giá rẻ, pick up để phục vụ bà con. Thì anh em nào có cái nhu cầu là mua bán, ký gửi, trao đổi hay là kết nối khách đó, thì có anh em nào có nhu cầu là cộng tác viên bán xe thì có thể liên hệ qua mình nhé, mình sẽ kết nối anh em. Vâng, ngày hôm nay của mình sẽ lên sóng một cái mẫu xe để giới thiệu anh em, là một chiếc xe Forerunner, một chiếc xe bán tải đa năng hữu dụng mà nó cũng khá là ok, mang màu trắng tinh khôi. Vâng, chiếc xe này được sản xuất năm 2012 em nhé, 12. Tuy nhiên cái form dáng của em nó vẫn còn rất là căng cứng, là một bản số sàn anh ạ, hai cầu động cơ 2.2 khá là chất. Anh em nghe tiếng máy cũng biết là chất, cũng biết là chất rồi ạ. Con dáng cũng khá là căng cứng, tổng thành của nó em nó vẫn còn rất là ok. Với một chiếc xe là 2012 là cái form của nó nhìn nó khá là ngầu, anh em thấy không? Cái đèn halogen khá to anh nhé. Cái mặt ca lăng khá là hồ, hồng hố có 3 thanh thẳng thanh, nhìn nó mỏ chrome, nhìn nó rất là sang trọng, mang biển 14 em nhé, khá là cứng cáp. Bây giờ chiếc xe là rất nhiều anh em hỏi sắp tìm hỏi công mình trong những thời gian vừa rồi, tuy nhiên lâu lắm rồi em mới về một cái mẫu 2012 mà nó cứng cáp như thế này. Anh em trông cái chó đèn rất là sáng vào trong ạ, rất là ok nhé. Đây cũng phải nói là cái mẫu xe mà xe cũ nhưng mà tuy nhiên là cũng rất là hiếm gặp, là vì rất là còn rất là zin anh ạ. Anh em thấy tiếng động cơ nổ rất là êm không? Đấy là cũng xoang rồi nhé. Rất là zin. Máy còn rất là ok nhé. Đang kia khá là ok. Các chủ đặt capo tất cả chi tiết đều khá chất cho mẫu xe bán tải giá rẻ, loanh quanh tầm 400 triệu là anh em đã có thể sở hữu mẫu xe này đi rồi, rất là ok. Đây là sao máy rất là êm luôn, cây thừa thì rất ok đó, không có nhiều, máy khá là chất. Cốp lái chiếc xe rất là mới em ạ, đấy nó rất là sâu, anh đi trên khá ok. Một số sàn 6 cấp, 2 cầu, xi nhan tiếp từ gương, đăng kiểm thì đến tận tháng 1 năm 2021 rồi anh ạ. Chắc là phải sắp đi đăng kiểm, anh em là mình sẽ đăng kiểm cho anh em. Cao chỉ rất là ok, tao lột tập bị tươi, cái chế còn khá ok. Quay em thằng bắn sang bằng dòng taxi này, đây chính là bằng dòng taxi này, xe chưa bao nhiêu một món hàng này. Còn bên xuống là một thanh lốc ở đây là, tuy nhiên nhìn khá là ok. Xe nó khá là cứng cáp, mong cái màu trắng rất là ok. Anh em thấy không, sắc xì của mẹ này. Đấy, lốp trên xe còn rất là cứng, sắc xì còn rất là ok luôn nhé. Đã có thùng kín cỡ pick up cho anh em chở hàng rất là cơ động và tiện lợi. Bản XLT thì nó là bản 2 cầu, cho phép anh em đi chở hàng hay là đi công trình, đường trường hay là đường dốc rác các kiểu là ok hết. Em nó rất là khỏe khoắn, hai cầu anh em. Cái KLT bản hai cầu, bản đủ. Đây chính là phần thùng bệ của chiếc xe này anh em này. Đấy, em xem các chi tiết này, có cả ti chống thủy lực này, rất là rộng rãi. Đây, ui giời, khá là rộng và tiện các anh.
anh em chở hàng nó ok lắm. Đây, cái đinh ống chấm dọc của nhà máy còn rất là ok. Đây, để anh em thấy không? Còn mẹ xe rất là ok, cũng xả lỗ êm không một chút khói nhá. Đó, đây mẫu xe nó cũng rất hợp lý cho anh em. Động cơ xe khá là cứng cáp, phong dáng rất là ok. Đây, anh em xem quay kỹ cho anh em cùng xem, chiêm ngưỡng cái vẻ nguyên bản của nó. Chúng ta sẽ khám phá phần khoang nội thất của chiếc xe anh nhé, cabin của chiếc xe. Với chiếc xe này thì đã là gương kính chỉnh điện rồi, ghế là vẫn ghế chỉnh tay anh ạ, chưa phải ghế ghế điện. Chân nỉ là chân nỉ nguyên bản này, ghế nỉ nhé, ta lô tập bịt tươi. Đây, cái cửa rất là chắc anh em nhé. Cái xe này thì đã chạy là 21 vạn anh ạ, 2012 chạy 85. Bản đủ có chế độ căn sườn cà đuôi, chế độ các option đầy đủ nhé. Điều khiển đàm thoại rảnh tay, volume to nhỏ, action cũng khá là mới. Chế độ chuyển cầu, cầu đĩa đây anh em. Mặt tóc lô bản điều khiển giải trí vẫn là nguyên bản theo xe, không có CD và đài ở đẹp mà mình theo xe. Nói chung là chiếc xe này nó hợp lý và đủ dùng. Rồi, mình sẽ lái thử chiếc xe này xong. Còi to nhá, xi nhan tất cả xi lanh hoạt động rất là ok. Với chiếc đời này thì nó cũng tính năng nó không nhiều lắm, tuy nhiên nó cũng khá là ưu việt và đủ dùng. Để vận hành một chiếc xe này thì nó cũng hợp lý với một mình chị. Chiếc xe này côn số máy móc khỏe lắm ạ, khỏe lắm, côn số rất là nhẹ, đánh lái cũng rất là cân và nhẹ. Vâng, thì quý vị anh chị các bạn đang tìm mình một mẫu xe bán tải giá rẻ với cửa tiền loanh quanh thì tầm 400 triệu thì sở hữu mẫu này khá là yên tâm. Con này khỏe lắm ạ, chạy sướng lắm, chắc lịch, khỏe. Mọi người, con mình cũng xin cảm ơn anh em đã luôn theo dõi ủng hộ đồng hành của mình. Cảm ơn anh em đã đóng góp ý kiến, like, subscribe, anh em đã tương tác, nhiều anh em đã kết nối với mình cũng rất là vui. Dù mua bán hay không mua bán đều rất quý. Cảm ơn anh em đã ủng hộ con mình bằng những lượt subscribe, bằng những nút like. Con mình cũng chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều và hy vọng có ngày sẽ giao lưu với anh em. Anh em mới theo dõi video lần đầu của con mình thì có thể like subscribe ủng hộ con mình nhé. Ấn nút chuông báo để không bỏ lỡ các video của mình cập nhật các mẫu xe thường xuyên lên kênh. Lời cuối qua video này thì cũng xin kính chúc anh em luôn có sức khỏe, may mắn và luôn thành công, hạnh phúc ấm áp bên gia đình và người thân, sẽ tìm cho mình những chiếc xe tốt chất và hợp lý để phục vụ công việc gia đình nhé, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.